Chào quý vị đã quay trở lại kênh Khám Phá Tìm Hiểu. Hiện tại thì Quỳnh này đang ở Dinh Bà Dinh Cậu, Phú Quốc. Đây là cái khung cảnh ở cái bến tàu đây. Quý vị thấy không? Đây là tàu ta đậu. Đây là cái Dinh Bà Thủy Long Thánh Mẫu. Wow. Nhìn ra biển. Đẹp không? Còn bên kia là Dinh Cậu, Dinh Cậu trên cái đỉnh núi. Ủa, qua Dinh Cậu trước hả? Qua Dinh Cậu chắc là Minh Tiên theo rồi mình qua Dinh Cậu trước. À vậy hả? Cầu Ồ, Dinh Cậu Linh Thiên hơn hả? Đây giống cái đầu con rùa đó. Ồ, nó giống như con rùa, giống con rùa à, ngầu quá à. Dạ, quá đẹp à, thành ra cho nên đi đây trước, lên Dinh Cậu trước nha quý vị. À, nước trong ghê luôn á, ngay trong này nước trong dễ sợ luôn nè quý vị. À, đây là giống như một cái nó nằm giống như trên lưng con rùa vậy, cái hình cái đầu của con rùa vậy đó, nhìn ra biển cho nên người ta lập cái Dinh Cậu ở đây. Kia hả, con rùa kia hả, đây đây này, đây nè con rùa đó, cái đầu nó kìa giống như cái đầu kìa, à, giống cái đầu con rùa đó, quý vị thấy không, đưa cái mỏ ra ngoài đó, đó cho nên đặt cái dinh ngay trên lưng con rùa. Quá đẹp luôn à. Thiên nhiên, đúng là thiên nhiên. Wow, nước trong veo à. Đây quý vị, à, Dinh Cậu. Nó nói này linh lắm cho nên là mình lên mình cầu khấn. Rồi mình góc chụp ảnh mình qua góc bên này nè chị. Dinh Cậu Phú Quốc. Dạ. Cái này là lên cậu. Wow, đó cái ô xuống dưới này đẹp quá nè. Quá đẹp. Quá đẹp. Thiên nhiên, dạ. Yeah. Dạ, yeah, quá đẹp. Đó là gì? Đó, cái này nè. Thôi đừng bước, wow. Ra, bước lên trên kìa. Trên á, cho trên nè. Bước lên trên kìa. Dạ. Này trơn lắm nhé. Wow, cái chỗ này đẹp không quý vị? Nước trong veo luôn. À, à chị đó chị chơi. Nếu mà gặp chưa? Dạ chưa. À, à, cảnh đẹp quá. Được không? Dạ. À. Hai anh chị chụp không? À. Dạ cho em tắm đứng ngay đây. Dạ em đứng đây. Đứng đây. Thấy không? Đứng đó ra đây lại không đẹp chứ. Chứ đứng đây. Dạ. Dạ cảm ơn nhé em. Dạ. Em chụp hình vợ. Dạ cũng được. Đẹp, đẹp mà. Dạ. Vừa đá vừa biển luôn. Dạ vừa đá vừa biển luôn. Còn cái này biển không nè. Cái đá bên này đẹp nè. Lại lấy được cái cây cây cho lấy cái cây mình nhắn lại anh lấy cái cây vô cho.
em chụp một tấm ra. Ừ, chụp đi. Cái này à, cao có xa à, phía kia đeo xuống kìa. Đó, được ta. Ok thôi. Dạ. Dạ. Chỉ chụp xong cho em cắm là trên. Cắm là chuyển rớt xuống biển nhá. Dạ. À, đứng xa xe cho thấy không? Đi nhanh nữa nè. Bây giờ chắc có một đoạn không cần thiết em về em sẽ cắt bớt. Đó, ở này dinh cậu. Bên đây là cúng. Có những người đi biển. Nữa mê khoai lang dữ vậy ta. Vậy hả? À, mê khoai lang quá. Vinh bà thì lớn à. Vinh cậu này được cái địa thế đẹp. Dạ, không, cảm ơn bà. Mê khoai lang thế. Đây cái tấm này nè. Chói quá. Chói quá rồi viện. Đây cháu quá. Thấy vào biển này nè. Thấy nó tới rồi biết à. Mấy người kia kêu em à. Kêu em kêu chị. Đáng sự sướng. Ta à, sướng đi được sướng cái nào cái đó. Ở chụp hình Vinh bà đẹp nè. Mấy gia đình kia đó đứng đằng kia rồi kìa. Vinh bà nè quý vị. Rồi, dạ video Vinh bà Vinh cậu tới đây em tạm dừng, hẹn quý vị kế tiếp.